发现这个车ở Hà Nội, trung tâm Hà Nội, Hồ Gươm. Tay đầm nó còn nhảy nữa. Tay đầm nó còn nhảy nữa. Quay có còn gì coi không được. Ok, ừ. Đó có nhìn thấy không thầy? Thấy hình em mà. Muốn quay cái gì? Muốn quay cái gì? Nè, muốn quay chân ngắn chân dài hay gì? Rồi, hay là muốn quay cái gì mà coi không được. Nó mới còn mấy điểm nữa hát nhạc. Cả nhà. Nhiều lắm đi bỏ quay. Đây. Đây quay cái này. Đây ăn khô. Biết rồi, quay rồi, liếc qua. Liếc rồi. Đấy quay kia kia nhà nhà kia. Kia lên cho nó xe. Xem Yên Phương Trần Ngọc rồi ra xe giờ thủ đứa nhà chú giờ quay ở đây đi ra ngoài ngay chỗ Hồ Gươm này, ngay chỗ cầu Thế Húc này. Nghĩa là anh livestream lên Facebook này là nó lưu giữ lại hộ anh và tất cả các hình ảnh đấy đẹp. Đây
cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Chiếu để có thùng rác để đây. Hà Nội sau này lồng lồng vào mà vừa cuối thu, mùa cuối thu. Cuối thu có những cái bài của Hồng Nhung nó hát về Hà Nội mùa thu các thứ em đấy. Soạn những cái bài nhạc để vào sau này về làm cái live show cái này. Yên Phương Trần Ngọc đang xem cùng Văn Trực Tiếp. Lê Văn Hiền đang xem, vẫy tay, vẫy tay. Lê Văn Hiền đang xem. Thằng ngày xưa làm chung với em, một cô gái Hà Lan. Đấy, anh em nói anh lên livestream Facebook này là nhiều vấn đề. Vào cái chỗ kia lúc nãy đéo có đông quá mà làm sao mà biết con ngắm nào, rất là đông người mà phố đi bộ mà. Hả Loan, à đâu em quay anh thì xem em nhìn thấy mặt này. Ông anh là thứ tư. Anh thứ tư tư bản. Nhà múa rối Thăng Long ngày xưa nguyên để anh Bích đâu vậy, múa rối Hà Nội đây, múa rối Thăng Long đấy, quay đây này. Nhạc bọn kia nó chơi nghe hay nhỉ. Đây đây là ảo thuật. Đây là ai quay cả ảo thuật đây này. Đi rồi đứng gần ở trong mà xem quay chân không làm gì không đúng bên ngoài cao thì xuống đây đúng bên ngoài cao anh biết cái màn hình. Cuộc đời
Hà Nội City đó biển đấy. Hà Nội thành phố vì hòa bình. Đi vòng một vòng. Nhạc phòng kia hay hơn. Nhạc ơi, nhạc kia hay hơn. Bên kia hay hơn. Ở Hà Nội, ở ngay thủ đô Hà Nội, cầu Thê Húc. Cái đó là nhạc tài tử ca. Vâng, xin được thay mặt các nghệ sĩ xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những quý vị khán giả đã có những món quà động viên cổ vũ khích lệ cho nghệ sĩ. Vâng, kính chúc quý vị để chương trình được liên tục, nghệ sĩ ưu tú Tuấn An sẽ quay trở lại với chúng ta với một cái tên rất độc và lạ, một sáng tác của Viễn Châu với bài tân cổ được mang tên Người Điên Yêu Trăng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trăng ơi, bao đêm rồi ta nhớ dần trăng, sương khuya mờ dần, đau lòng chân lạnh lá, buồn lòng là nhưng tại sao ta đã ngồi đây đêm thu bốn bề nhà lạnh mà dần trăng kia dần khuất dần xa xem lên phát lên được hết. Đứng lên anh cầm lên cho chỉ cho anh ấy trong em đứng mà đây anh nhìn cái màn hình này đấy, đứng lên quay anh xuống đi cả chân chiếc rồi đưa xuống để bên này này, đứng ngang bên này này, đứng gần cô này. Rồi này là quay chứ đâu có chụp.
cầu tới hút tới đây là